Dạ rồi em chào chị gái nha. Rồi chú chào con trai. Hôm nay chị gái cùng với con trai về đây để mà báo tin vui cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải cũng như tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đúng không ạ? Đúng rồi. Giờ phút này chị vui không? Chị vui, Hạnh vui, phúc không ạ? hạnh phúc. Bây giờ chị có thể chia sẻ một tí xíu diễn tả về cái cảm giác khi mà lúc chị gặp được con trai của mình. Mời chị. Thì lúc 11 giờ trưa hôm qua thì đi kiếm nguyên đêm mà tới sáng về mệt quá, chị với bà nó mới nằm, nó hơi nằm tí rồi đi tìm tìm tiếp. Thì đang nằm vậy cái nghe ba nó nghe mở cửa cái đùng, mà ba nó giật mở mắt ra, ba quay ra ba thấy nó, ba nó kêu trời ơi ba nó nói là ba nó tưởng ba nó đang nằm chim bao. Chị nói lúc đó là chị mở mắt ra chị thấy nó được, cái chị không không có cái cảm cái từ nào để mà diễn tả cái mà mình mừng vui. Coi như gặp ở nguyên xóm chị là người ta chạy lại luôn, người ta khóc luôn, người ta thấy Xúc nó. động đúng không ạ? Cái lúc đấy mà ông xã của chị vẫn chưa tin vào mắt mình đúng không Đúng, ạ? anh tưởng Bản anh thân đang chị có tin không? Chị lúc đó chị có tin không? Không chưa tin. chưa ngày Sao lúc đấy hai vợ chồng không nhéo nhau một cái? ơi chị. Nhéo cái xem có đau không? Nếu mà đau đó là sự thật. Còn không đau thì chứng tỏ là lúc đó đang mơ đúng không ạ? Thì đó ba nó nói trời ơi, tưởng tưởng nằm chim bao thấy nó về. Ông mới kêu trời, chị nghĩ tự nhiên chị nghe ông kêu trời ơi không, mà thì thấy nó đứng lên nó Rồi cao sao quá. nữa? Cái lúc đấy là ông xã và chị có nhào dậy để mà ôm Có lấy thì con đó không? chị mới kêu nó lại, chị nói chung là chị cũng không đứng dậy nổi nữa. Chị mới kêu nó mới lại, nó ngồi xuống với chị. Trời ơi mình mấy thôi, chị nhìn chị này thôi. Cái cảm giác đấy là cái cảm giác gọi là đáng nhớ nhất trong Thì cuộc đời đó, của bởi vì chị. chị nói là không không có cái Đúng từ không ạ? nào để diễn tả mình lúc đó đó. Chị hiện tại bây giờ là chị bao nhiêu tuổi vậy ha? Chị sinh năm 76. Dạ. Còn ông xã? Sao chị sinh năm 75? Dạ, bốn mấy tuổi hết rồi. Và cái cảm giác năm bốn cảm giác mà từ trước bây giờ hơn 40 mấy năm trời thì cảm giác này là lần đầu Đúng, tiên. đúng. Đúng không ạ? Hai vợ Chị chồng. nói chung là chị mừng còn hơn lúc chị sanh nó ra. Đúng không ạ? Rất mừng đúng không ạ? Cảm giác chị hiện tại y như là nói chung là cảm giác nó khủng khiếp lắm ha, À, mà khủng khiếp là khủng khiếp. Ở đây dùng từ khủng khiếp tức là niềm vui vỡ đúng rồi, òa chứ đúng không phải là khủng vui. khiếp này kia đúng không ạ? Rồi, em xin phép được chuyện trò cùng với lại con trai của chị ha. Nhà mình là có mình một mình bé thôi đúng Không, không? chỉ có ba đứa chị của bé, rồi xong mới tới bé tới ngày em kế bằng anh, À. nhỏ hơn một tuổi. Dạ, rồi con trai cưng, chú chào con. Chào Rồi, con giới thiệu cho chú cũng như tất cả cô chú anh chị, ông bà cô bác được biết con tên là gì? dạ, con tên là Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 2009, 209, năm nay con 14 tuổi. Vì sao con về? Dạ, tại vì là con thấy nhiều người nhìn con quá, đi đường thấy xong rồi có nhiều người lầm thầm nói chuyện với nhau, xong rồi con bắt đầu kiếm xe buýt đi về. Con biết sao mà nhiều người nhìn con không? Dạ, tại vì là người ta đăng con lên. Người ta là ai? Con biết ai đăng không? Dạ biết, Ai? mấy chú. Đúng rồi. Bởi vì cách đây ít ngày trước là mẹ con có về đây nhờ các chú đi tìm con. Và để hiệu quả nhất là các chú đăng một cái video của mẹ con kèm với tấm hình của con lên để nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Và các chú ngoài việc đăng thông tin lên mạng thì các chú lại nỗ lực đi tìm mọi nẻo đường. Thì rất là may mắn thì được sự giúp đỡ của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng rất nhiều, đã quan tâm và chia sẻ cái video cũng như là có nhận dạng con bên ngoài thì để mà báo về cho các chú, thì rất may mắn là con đã phát hiện ra đúng không? Và sau đó thì con xem được cái clip của các chú đăng tải lên trên mạng xã hội. Nên mà sau đó con về. Con đi được mấy ngày? Con đi được 4 ngày chút. 4 ngày. Bây giờ con này con trai này, chú cũng là con trai này. Rồi mình nói chuyện như hai người đàn ông thẳng thắn à. Lý do gì con bỏ đi? Dạ, lý do là mẹ con la mắng con buồn. Là như thế nào? Con chia sẻ nào, mạnh dạn lên nào. Mẹ con la là đi đi, nếu như về là đánh. Con có biết, con có xem hết cái đoạn video mẹ con về đây nhờ các chú đi tìm con chưa? Dạ. Mẹ có, khi mẹ la rồi thì mẹ nói sao? Con xem thì con diễn tả lại cho chú nào. Mẹ con nói là mày đi đi, nếu như về là tao đập mày chết. Chú biết rồi, nhưng mà con thấy mẹ con đã hối hận vì cái đó chưa? Có xem trên video Dạ. không? Dạ. Thương mẹ không? Chú hỏi giờ phút này Có. thương mẹ không? Dạ Còn có. giận mẹ không? Rồi, cái điều bây giờ chú muốn con làm ngay giờ phút này
khoanh tay lại, quay về hướng mẹ, xin lỗi mẹ, nói lớn lên cho chú. Xin lỗi mẹ, một con vậy nữa. Ôm lấy mẹ, chị ôm lấy con đi. Mẹ biết rồi. Mẹ, mẹ đây mẹ cũng muốn. Con trai ôm lấy mẹ nào, con trai ôm lấy mẹ cho chú. Rất thương. Con rơi nước mắt giờ này không phải là vì con yếu đuối, đúng không ạ? Mà con rơi nước mắt vì con đã hối hận, ân hận, hối hận vì con đã không nghe lời mẹ mà con bỏ đi, đúng không? Rồi chú cho chú hỏi này, 4 ngày trời qua con ở đâu? Dạ 4 ngày trời lưng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ở đây với ai? Dạ một mình à. Ăn bằng cái gì? Dạ mấy anh chị nước ngoài cho con. Được anh chị nước ngoài cho. Dạ. Cho đồ ăn Việt Nam ha. Dạ. Ăn có đủ no không? Dạ đủ. Sao đủ được? Theo chú không đủ đâu, đủ không? Dạ đủ. Đủ ha. Dạ. Rất may mắn, đó là cái phước, cái đức của nhà con để lại đấy. Rồi con ngủ ở đâu? Dạ con ngủ ngay cái bến đợi xe buýt chú. Rồi có mền đắp không? Dạ không. Lạnh không? Dạ không. Sao không lạnh? Mùa mưa xong lạnh có bị mũi cắn không? Dạ không. Nhớ nhà không? Dạ nhớ. Trả lời thật, thật lòng nhớ nhà không? Dạ nhớ. Nhớ mẹ không? Dạ có. Nhớ cha không? Dạ có. Nhớ anh chị em của mình không? Dạ có. Sao mình không về từ ngày đầu tiên? Dạ con sợ là con về mẹ con lạnh. Trời ơi, chính vì khi mà mẹ la như vậy nên mà con đi là con không dám về. Đó nha, chị của mình cũng phải cái này là một cái gọi là để mình rút kinh nghiệm ha. Tức nóng giận gì thì mình la con ở mức độ vừa phải. Cái này không phải là em dạy đời gì chị đâu nha, nhưng mà chị đừng có hiểu nhầm nhá. Chị biết rồi. Cái này là em coi tất cả mọi người về đây như là người thân. Mình chia sẻ hòa đồng, gắn bó với nhau. Nên mà em góp ý thật lòng, đôi khi nói thẳng nói thật, đôi khi hay mất lòng. Nhưng mà chị đừng có nghĩ với cái thằng này nó tí tuổi nó dạy đời. Không nói đâu. Chị nói chung là lúc mà nó đi rồi là chị đã biết rồi. Thì khi mà chị về đây, chị đã chia sẻ, chị rất ân hận. Và em đã từng hỏi là ông xã chị có la hay chửi chị không? Mà ông xã chị chỉ nói rằng là thấy hối hận chưa? Đúng không ạ? Em còn nhớ y chang. Đúng. Cái đoạn giữa em và chị tâm sự khi mà chị về đây nhờ giúp đỡ. Rồi là vậy là con cứ ở vậy thôi. Yeah. Ngày này qua ngày khác. Rồi mang theo mấy bộ đồ? Dạ có một bộ đó. Rồi mặc có bộ hoài? Dạ. Không được tắm luôn? Dạ có. Rồi đi vệ sinh ở đâu? Dạ công cộng. Dạ. Đúng không? Rồi là cứ mỗi lần ăn sáng là cũng xin người ta hay là người ta sao? Dạ người ta tự cho nước uống rồi cơm. Có ai hỏi con gì không? Dạ lâu lâu thì có người hỏi. Hỏi sao? Hỏi là con phải trên mạng không? Ừ. Đó là các ông bà cô bác cô chú anh chị. Đó là những người yêu thương nhiều mảnh đời, gọi là những người chung tay góp sức với đội hiệp sĩ của Thanh Hải để giúp nhiều mảnh đời, nhiều hoàn cảnh, giúp những cuộc tìm kiếm người thân đó. Trường hợp của con của y chang như vậy á, nên mà cô chú anh chị quan tâm xem có đúng là con hay không để mà liên hệ với đội hiệp sĩ của Thanh Hải cũng như là liên hệ về với gia đình. 4 ngày qua là vẫn được ăn no. Nhưng mà không được tắm đúng không? Có bộ đồ sao tắm? Rồi thấy ngứa ngáy trong người không? Dạ không. Rồi là đêm ngủ là có hay bị thức giấc không? Dạ lâu lâu có chứ. Ngủ ngoài đường sao mà ngủ được con? Dạ. Có tiếng xe tiếng cộ mà. Con không sợ ngoài đây, ngoài đường luôn hả? Dạ không. Không sợ gặp người này người kia luôn? Dạ không. Có sợ ma không? Dạ không. Bản lĩnh ha. Vậy rồi là đến ngày thứ tư thì khi mà mọi người nhìn quá trời và xem là thông tin trên mạng là các chú đi tìm thì quyết định đi về. Khi về đến nhà con có sợ cha mẹ không? Dạ không, lúc đó là con mới biết là ba mẹ tìm con. Ba mẹ thương con rất nhiều và lo lắng cho con rất nhiều nên lúc đó đâu còn phải sợ nữa đâu. Còn nếu như con không thấy mọi người có ánh mắt lạ với con và con không biết được cha mẹ đi tìm thì con vẫn cứ đi tiếp đúng không? Con sẽ không về đúng không? Bởi vì con cứ luôn nghĩ rằng là cha mẹ không thương mình, cha mẹ đuổi mình đi đúng không? Nhưng con đã sai một điều, con sai. Con phải nên nhớ, không có ai tốt bằng gia đình. Nhớ kỹ điều này cho chú nhá. Cha mẹ luôn luôn là người yêu thương con. Và chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện. Con phải nhớ kỹ, đây là cái cốt lõi. Con muốn thành công
tất cả trên mọi lĩnh vực, cái chữ hiếu con phải ghi nhận ở đầu tiên, nhớ chưa? Còn sau này mà con mà làm ông này bà kia, ông lớn bà lớn mà con không có hiếu, vứt bỏ. Còn con mà là một người sống có hiếu, có đạo đức thì sau này con làm cái gì cũng được xã hội tôn trọng. Cho dù con đi làm hồ cũng được tôn trọng, mọi người đều được mọi người tôn trọng hết. Bốc vác mọi người vẫn được tôn trọng. Còn con mà không có hiếu, con mà gọi là không có đạo đức, con có làm ông này bà kia thì cũng chẳng có ai tôn trọng con đâu. Nha. Yeah. Nhớ kỹ cho chú điều đấy. Rồi về nhà rồi về hôm qua đúng không? Yeah. Ba mẹ lúc cái cảnh ba mẹ vỡ òa đó thì con sao, khóc không? Dạ có. Chú nhìn là biết con khóc rồi. Con khóc vì điều gì? Dạ nhớ gia đình. Đúng không? Yeah. Lúc đấy có ôm ba mẹ không? Dạ có. Ôm mạnh không? Dạ. Không ơi, mạnh khóc à, ba mẹ có xoa đầu không? Dạ có. Rồi hôm qua ba mẹ đã mua cho con cái gì ăn rồi? Mua món gì ngon chưa? Dạ, lúc đó là người ta cho con hay hộp cơm sườn. Ý là chú hỏi ngày hôm qua về nhà. Về nhà á? Về tới giờ con. Cha mẹ đã làm món gì ngon chưa? Dạ, rồi món cơm sườn. Khoái không? Dạ có. Con đang học lớp mấy? Dạ, đang học lớp 8. Học giỏi không? Dạ có. Chú còn biết được thông tin là con chơi game nữa kìa. Dạ. Lúc đó năm xưa là con chơi nhiều. Bây giờ mình hạn chế được không? Hạn chế tối thiểu được không? Hạn chế. Hạn chế tối đa được không? Là không mình mình một ngày mình chỉ chơi một chút xíu cái giờ giải lao giải trí thôi. Dạ. Được không? Dạ được. Bây giờ mình tập trung vào con đường học tập được không? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Chắc là nói được là phải làm được nha, chứ không phải nói trên đây không về không làm được nha. Dạ. Chắc ăn 100% không? Dạ chắc. Bản lĩnh không? Dạ có. Mình quyết định học để mình thay đổi số phận cuộc đời không? Dạ. Hứa đi, con hứa xem nào. Con hứa là không bao giờ chơi bời. Ừ. Luôn học tập đầy đủ. Ừ. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Điều thứ nhất, yêu tổ quốc yêu đồng bào. Điều thứ hai, học tập tốt lao động tốt. Điều thứ ba, đoàn kết tốt kỷ luật tốt. Điều thứ năm, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Điều thứ sáu, nhân tố càng dũng. Làm gì có điều thứ sáu. Hả? Năm điều Bác Hồ dạy mà sao đọc điều thứ sáu không được rồi nhá thanh niên nhá. Đùa tí thôi cho con tinh thần đã thoải mái hơn ha. Thật sự 4 ngày qua đó là một cái gọi là cái dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của con. Con năm nay là 14 tuổi, 14 hay 13 ha. Dạ 14. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Chắc không? Dạ chắc. Sao mẹ con nói con có bạn gái rồi? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Có thích bạn gái không? Dạ. Tại sao mình không thích? Mất cầm gì nhà đè đâu không đánh. Rất là dễ thương. Mất cầm về nhà đè đầu hả? Dạ. Mình không có thích bạn nữ nào hết hả? Mình yêu thôi. Đúng rồi. Chính xác, con lựa chọn câu lựa chọn đáp án không là đúng. Tại vì mình 14 tuổi mình yêu đương cái gì? Dạ. Đang còn nhỏ. Chừng nào mình 18 đôi mươi đi, giờ mình hãy tập tành yêu đương. 18 đôi mươi là mình chỉ tập thôi. Dạ. Đúng không? Còn bây giờ mình đang còn nhỏ thì mình phải tập trung vào học hành. Và việc gì nào? Học hành. Học hành để làm gì nào? Dạ lên lớp. Không những lên lớp mà sau này mình để trở thành một người có ích cho xã hội. Và người có ích cho mọi người. Mà muốn được học hành thành người có ích thì mình phải làm gì? Dạ học giỏi. Và mình ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Đúng con. Rồi. Rất giỏi, giỏi nha. Dạ. Con có được giấy khen không? Dạ không. Không được giấy khen hả? Dạ. Lúc đầu mày là chưa giỏi rồi. Bây giờ mình phấn đấu này. Bây giờ đang lớp 8, sang năm hè tới đây, tháng 8 tới đây là sẽ là lớp 9 đúng không? Dạ. Con dám mạnh dạn dám khẳng định lớp 9 con sẽ được giấy khen không? Dạ. Nói một câu mạnh dạn lại cho chú xem nào. Con chắc chắn là tháng 9 là có giấy khen. Rồi nhớ nha. Dạ. Năm lớp 9 cái này là bằng chứng nha. Nếu mà con không được giấy khen con chịu hình phạt gì? Học thì giàu 20 cái. Nhớ nha. Dạ. Rồi, bây giờ con còn trách cha mẹ không? Dạ. Tại sao không trách cha mẹ nữa? Tại vì cha mẹ là người sinh ra mình. Thứ nhất, thứ hai là? Thứ hai là luôn chăm sóc cho mình. Thứ ba là? Thứ ba luôn cho mình ăn học. Nói chung, nói tóm lại là cha mẹ là người tuyệt vời nhất. Dạ. Dù cha mẹ có như thế nào vẫn là cha mẹ, vẫn là người sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn. Mình phải có hiếu với cha mẹ trước. Muốn làm gì làm phải có hiếu với cha mẹ trước.
nha. Chứ mình đừng có ở nhà mình gọi là vô lễ với cha mẹ mà ra ngoài mình đối tốt với người ngoài, mình ứng xử tốt với người ngoài không được, đúng không? Chú đang chuyện trò với con là như hai người đàn ông. Con có áp lực không? Hiện tại ngồi đây tâm sự với chú có áp lực không? Không ha. Bây giờ chú muốn con nè, cảm ơn ông bà cô bác cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã giúp chia sẻ cái video của mẹ đi tìm con để cho con may mắn được quay trở về an toàn. Con có lời nào con cảm ơn đi. Con cảm ơn cô bà anh bác chị em, ông bà cô chú anh bác chị em đã giúp con chia sẻ video mẹ con đi tìm con, và may mắn và là may mắn là con đi đường an toàn và con đã về nhà với cha mẹ rồi. Một lần nữa mạnh dạn hứa lớn nào, hứa. Rồi bây giờ là con tưởng tượng chú là thầy đi, thầy giáo cô ha. Rồi trước mặt tất cả mọi người bây giờ con sao nào, con hứa sao? Con hứa là kể từ ngày nay con phải học giỏi, sao nữa không được chơi game, với lại ba mẹ mắng cỡ nào không được đi bụi, phải luôn nghiêm túc trong việc học hành, nghe lời cha mẹ, gọi là phải có lễ phép nói chuyện với lại người trên, là phải kính người trên nhường người dưới, đúng chưa? Dạ đúng. Chú có giống thầy giáo không? Dạ giống. Giống. Dễ thương ghê. Thật sự chú rất là thích con ấy. Con ngoan đấy chứ không phải con hơi đâu. Nhưng tại vì là do mẹ con thôi. Cái này là trách đi trách lại của mẹ con, tại mẹ con một phần đó chứ không phải là trách con hết. Đúng không? Tự dưng đuổi người ta đi chi ha? Để con không cho ta về, đúng không? Nhưng mà mẹ dặn thôi, trước giờ mẹ có hay vậy không? Dạ, từ lúc mà con còn 5 tuổi là chưa có vậy. Nhưng mà bây giờ mình hết dặn rồi ha. Nhưng mà mẹ này, mẹ cũng trên đây mẹ cũng phải 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 nói cái lời nào làm sao để cho cô chú anh chị và tất cả mọi người yên tâm đi. Chị á, mình có la dạy con như vậy nữa không? Dạ. Trước tiên là cũng gửi lời cảm ơn tới mấy nhà, các anh em trong đội của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, như là gửi lời cảm ơn tất cả trên cộng đồng mạng giúp chia sẻ video để lan tỏa để tìm được con về. Thì trên đây giờ hứa là từ nay trở đi là không có la, không có nói là đuổi, giống như vậy như nói chuyện đuổi con đi nữa là gì, để không có làm cái tổn thương con nữa. Đúng không ạ? Rất tổn thương đấy, bởi vì con của mình là một đứa trẻ chưa thể nhận thức, chưa thể hiểu hết được, đúng không ạ? Vừa rồi bé rất tổn thương, thật sự mà nói là bé mà trải qua một cái giai đoạn rất khủng khiếp đấy. Khi mà cái cảm giác mà bé, đúng không ạ? Như bản thân chị là mẹ mà nói bé như vậy mà đuổi đi như vậy, rồi bé thấy chưa? Bé rất là sợ, không dám về, mặc dù rất nhớ gia đình và rất muốn quay về nhưng lại sợ cha mẹ, đâu dám về đâu. Nếu trường hợp xui rủi lỡ như 4 ngày trời, bé có điều gì bất ổn bất chắc ngoài được, có phải em thề với chị luôn là chị không cắn rứt lương tâm cả đời, em không làm người luôn. Đúng không ạ? Và đặc biệt nếu mà bé mà có chuyện gì, em hứa luôn, em dám khẳng định với chị không bao giờ chị sống thanh thản được quãng đời còn lại, chị luôn luôn cắn rứt trong lương tâm. Đúng không ạ? Nhưng mà rất may mắn rằng con trai nhà mình tuyệt vời, gọi là đã trải qua được gọi là một cái thử thách rất là gian truân ha. Nhưng mà con đừng buồn mẹ nha. Mẹ không, từ giờ về sau mẹ không làm vậy nữa đâu. Còn mẹ mà làm vậy về sau thì con tuyệt đối không bỏ đi, con liên hệ với các chú nha. Nói là mẹ con lại chửi con thế này, lại đuổi con đi thế này thế kia. Nếu mẹ có chửi hoặc cha có chửi mà đuổi đi là cứ ở nhà rồi liên hệ với các chú. Con cực kỳ ngoan dễ thương á. Rồi thật sự đây là một câu chuyện rất lấy làm vui. Nói chung là mọi cái buồn phiền gọi như là tan biến hết rồi. Rồi bây giờ thì con trai thèm nhất là món gì? Dạ cơm sườn. Khoái cơm sườn hả? Nhưng mà con thích là mẹ mua hay là mẹ làm? Dạ mẹ làm. Thích mẹ làm đúng không? Rồi hôm nay mẹ về mẹ làm, thường thường con ăn được mấy đĩa, mấy dĩa nè? Dạ ăn dĩa. Một dĩa thôi hả? Dạ. Ồ ít vậy hả? Hôm nay mẹ và ba mua cái sườn ngon nhất về làm cho con. Hai dĩa con ăn hết không? Dạ. Hết đúng không? Dạ. Vậy là con chỉ thích cơm sườn, con thích món khác không? Dạ không. Không ha? Rất dễ thương nhá, nhìn thật sự là con trai của chị ngoan đấy, nhưng mà không không sao chị la dữ hả? Giống như nó hiếu động. Hiếu nó ví dụ đi, nó gặp đứa nhỏ con người khác thì nó thương, nó chiều,
mà nó lại kế bên em đó, là bắt đầu chọc, nó ghẹo cho em, nó la mắng la làng lên em khóc vậy không, bởi vì nó mới bị la hoài. Cái đó chị là chị đi dùng cái tật, chị nóng chị hay la vậy thôi. Nóng ha, chứ còn không? Những cái chuyện mà ăn uống này, này kia gì, nhiều khi có khi chị đói mà con chị no cũng được. Thì đúng rồi, người mẹ mà chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô để dành con, đúng không ạ? Đồ không ngon mẹ ăn, đồ ngon để con ăn. Đôi khi có một chén cơm nhường cho con ăn, con hỏi mẹ ăn chưa thì mẹ sẽ trả lời mẹ no rồi. Đúng. Dù chị mua gì ăn cái kêu mẹ ăn, mẹ nói không, ăn đi mẹ. Đúng. Mẹ đó là cái tình mẹ, cái lòng mẹ. Mẹ rất là thương con, nhưng trong cuộc sống này mẹ là dành tất cả cho con, nhưng trong cuộc sống này có nhiều trường hợp con đối xử với mẹ rất tệ bạc. Đó là những điều mà đội hiệp sĩ đánh Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Cách đây ít tháng trước có hai trường hợp của hai bà cụ về đây để mà nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải báo tin rằng các con đối xử gọi là bất hiếu. Hai cô thì cùng tuổi đời đã rất già rồi, bảy mấy rồi, mà bị các con bây giờ là không ai nhìn mặt hắt hủi, không chăm sóc, thậm chí tranh giành đất đai, nên mà rất đáng buồn. Xã hội muôn màu muôn vẻ, rất là nhiều chuyện. Như bản thân như chị về đây lần thứ hai, chị thấy hôm nay ở trên kia đông không? Đông. Lần trước đông không? Bữa trước cũng không, bận chắc không được hôm nữa này. Thấy không? Ngày nào cũng có rất nhiều trường hợp. Dạ rồi, thì cuối video này, thì video cũng dài rồi, cũng đủ để tâm sự rồi ha. Thì cuối video này, em thay mặt đội sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và đặc biệt chúc cho con trai. Con trai nói gì trong video ngày hôm nay? Dạ. Con trai phải nhớ, phải thực hiện nhá. Dạ. Lúc nào mà quên thì phải mở ra xem mình nói gì, mình là đàn ông, mình lời nói phải có trách nhiệm. Dạ. Ok không? Dạ. Rồi, dạ, ghé cho chú nào. Nào. Rồi. Thì hy vọng rằng là gia đình nhà mình, thôi thì em cũng không phải nói nhiều ha, chị thì cũng biết là mình phải cần làm gì và đối xử như nào, nó như nào rồi, đúng không ạ? Thì chị và con trai có đồng ý cho tất cả các anh em đội sĩ đăng cái video này lên trên khắp các trang mạng xã hội để báo tin cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là con trai mình đã về rồi không? Chị đồng ý. Đồng ý đúng không ạ? Đấy rồi, thì chị còn lời nào chị muốn cảm ơn tất cả mọi người trên cộng đồng mạng không nào? Thì bây giờ chị gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em trong đội của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, và gửi lời cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, đây là một niềm vui, và cái niềm vui này thì không riêng gì, đặc biệt nhất là gia đình nhà chị sẽ là người vui nhất rồi, và tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như tất cả mọi người sẽ rất vui. Thì hy vọng rằng để có một cái niềm vui như giây phút này thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải luôn cần sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, phải luôn luôn đồng hành và quan tâm theo dõi và xem và chia sẻ những video tìm kiếm người thân nhiều nhiều hơn nữa, để cho nhiều cuộc vui như bây giờ thường xuyên xảy ra. Thì cuối video này em không biết nói gì hơn, thay mặt hai mẹ con là chúc cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe, luôn gặp bình an trong cuộc sống, và đặc biệt hơn nữa là rất mong muốn cho tất cả cô chú anh chị luôn đồng hành chúng ta với góp sức đội hiệp sĩ Thanh Hải từ giờ và cho mãi mãi về sau. Em xin phép xin chào và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.